Anh ơi, hôm nay chị dâu gọi cho em. Chị dâu bảo là Ngọc ốm à? Tao chỉ nghe nói là tao hỏi là thế có đi đi sự kiện của TikTok không? Em có anh ạ. Em có anh ạ. Sáng sau anh ơi, em đang trong Sài Gòn, Ngọc mổ. Hôm nay nào, mày tao chị thế mày chị dâu nào đấy? Anh nào mày của anh trai à? Biết đâu. Chị dâu hả? Em bảo chị là nào? gì nhỉ? Ngon ngon bi ốp. Đâu biết đâu. Hả? Biết đâu. Ai biết gì đâu? Nói ai thì biết ai, gì cả? Ai hiểu thôi, biết đâu. Cần gì phải hiểu, bởi vì tao chả hiểu gì. Bởi vì là em về tao em chẳng chơi đâu. It's em me mất chuỗi của em. Độc thân, em a vui tính, ngày ngày thả thính nhá. Ok. Chưa người yêu nhá. Ủa, mới anh có con thôi. Anh đâu mà tự dưng anh chẳng thành anh ế chi à? Thế mày nói với tao làm gì đó gì? Đúng không? Kệ em nói vui liên vui quan gì đó. Chơi PK không? Mày chơi PK với tao không? Không chơi được, em mất chuỗi, em chơi 45 đấy, không đùa đâu. Đâu xem nào. Đâu ấn thử anh xem nào. Không, anh đừng có lừa em. Anh thoát về, anh thoát về. Chắc chắn không. Anh thoát về anh xem chuỗi thôi. Trời, anh đừng có lừa em.